Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà Samsung vừa mới lên kệ. Một cái sản phẩm có mức giá rất là rẻ, đó là Samsung Galaxy A01 với mức giá bán tại điện thoại siêu rẻ.com là 2.590.000 đồng. Thì cái sản phẩm này được Samsung ra mắt vào hồi cuối tháng 1 năm 2020 và Việt Nam được Samsung lựa chọn là cái thị trường đầu tiên mà bán cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì theo mình nghĩ là Samsung muốn chứng tỏ rằng họ sẽ có cái máy giá rẻ, và những cái máy của họ sẽ trải đều trên tất cả các phân khúc từ giá rẻ đến trung cấp đến cận cao cấp và cao cấp nữa. Thì cách đóng hộp này cũng rất là thuần Samsung nha. Máy này thì được sản xuất ở Việt Nam nha. Thì nhà Samsung có hai cái nhà máy sản xuất rất là lớn ở Việt Nam, một cái là đặt ở Thái Nguyên và một cái thì có quy mô nhỏ hơn được đặt ở Bắc Ninh nha. Trong hộp máy thì chúng ta sẽ có phía trên này là một số các cái sách hướng dẫn sử dụng cũng như là cái thông tin bảo hành của máy. Máy thì bảo hành điện tử và được bảo hành chính hãng 12 tháng. Đây là một số các cái thao tác về lắp sim cũng như là các cái phím cứng của máy, cách sử dụng máy, thì anh em nên tham khảo những cái sách này trước khi mà mình dùng sản phẩm nha. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Máy thì nó sẽ có 3 màu sắc cho mình lựa chọn nha, bao gồm màu đỏ, màu xanh và màu đen. Thì trên đây thì mình sẽ trên tay cái màu đỏ cho anh em xem. Chúng ta sẽ có một cục adapter ở đây có nguồn ra là 5V và 1A. Thì nó cũng khá là cơ bản thôi, tại vì máy này chỉ có viên pin là 3000 mAh thôi nha. Chúng ta sẽ có thêm ở đây cái cây chọc sim ở phía dưới này và một cọng cáp từ USB-A qua micro USB. Cọng cáp của Samsung làm nó cũng rất là cơ bản thôi. Máy thì được làm hoàn toàn bằng nhựa nha. Ở phía sau chúng ta sẽ có một cụm camera bao gồm camera chính là 13 megapixel khẩu độ f/2.2 và một cái ống kính 2 megapixel giúp xóa phông, và chúng ta sẽ có loa ngoài cũng như là cái logo Samsung ở đây. Máy thì có màn hình là 5,7 inch, độ phân giải là HD Plus, chiếm 77,9% cái diện tích hiển thị ở mặt phía trước, tỷ lệ là 19:9, và màn hình này là màn hình TFT chứ không phải là màn hình AMOLED, do đây là một cái dòng phân khúc giá rẻ. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel, khẩu độ là f/2.2 với một số các cái hiệu ứng chụp hình làm đẹp của Samsung. Chúng ta sẽ có hai SIM nano cũng như là một khay cắm thẻ nhớ micro SD ở đây, và khay cắm thẻ nhớ này thì hỗ trợ tối đa là 256GB. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, còn phím nguồn thì ở bên cạnh phải cùng với khu vực chứa khay SIM. Ở dưới đáy thì chúng ta sẽ có một cái micro để đàm thoại cũng như là cổng micro USB để mà sạc. Thì một trong những cái điểm mình không thích ở sản phẩm này đó chính là việc mà Samsung đặt loa phía sau rất là giống ở trên con Samsung A10, tại vì nó sẽ làm giảm các cái trải nghiệm khi mà mình muốn xem phim cũng như là mình muốn chơi game. Cụm camera chính của máy nhìn nó cũng khá là bắt mắt. Máy này thì ở dạng unibody nha, tức là nguyên khối, mình sẽ không thể nào mà tháo rời được các cái nắp lưng của máy ra. Máy thì có cấu hình khá là cơ bản với con chip Snapdragon 439 trên tiến trình là 12 nanomet, chip GPU là Adreno 505. Thì con chip này các bạn cũng có thể chiến được lên quân mobile, tuy nhiên là ở cái cấu hình thấp thôi. Chứ nếu mà các bạn mở max setting á, thì mình nghĩ là nó sẽ bị nhảy FPS liên tục á, tức là nó sẽ không có được mượt mà nha. Máy thì có bộ nhớ trong là 16GB kết hợp với là RAM 2GB. Thì so với cái thời điểm hiện tại 2020 mà 16 với 2 thì nó cũng còn khá là nhỏ. Tuy nhiên thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều người, ví dụ như là những cái người lớn tuổi, người già, họ chỉ cần có một cái smartphone để mà họ có thể lên mạng, đọc báo, lướt web hoặc là gọi Zalo, Facebook thì cũng rất là ok nha. Anh em có thể thấy nha, bộ nhớ trong của máy còn trống khoảng một nửa để cài các cái ứng dụng nha. Thì máy đang cài sẵn Android 10 và chạy trên nền One UI 2.0 của Samsung. Thì ở đây cũng là một cái giao diện theo mình nghĩ là nó khá là đẹp và nó khá là mượt mà. Mình rất thích cái giao diện One UI của Samsung tại vì là nó không có tùy biến quá nhiều. Các cái ứng dụng thì cũng ở mức độ cơ bản mà thôi. Tấm nền PLS ở trên máy này thì nó cho phép mình hiển thị ở ngoài trời nắng khá là tốt nha.
Đây là một trong những điều mình rất là ấn tượng, tại vì thường thường từ trước nay những cái tấm đèn TFT mình đánh giá không cao ở cái khả năng hiển thị ở ngoài trời nắng. Về cơ bản thì viền màn hình nó không có quá là mỏng nha, tuy nhiên thì theo mình nghĩ là với một mức giá rẻ như vậy thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu cao hơn được nữa. Vậy thì anh em cảm thấy sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo.